Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn các bạn cách làm sao đổi được cái mật khẩu, đổi tên và mật khẩu của modem wifi. Đầu tiên thì các bạn vào răn cửa sổ không đâu ấn phím R trên máy tính, hoặc là các bạn vào đây các bạn gõ chữ răn đấy thì nó sẽ ra. Còn răn bạn đánh http 2.192.168.1.1 đấy thì nó ra cửa sổ như này, hoặc bình thường bạn cứ mở một cái trình duyệt bất kỳ lên, bạn gõ 192.168.1.1 đấy, nó sẽ hiện lên một cái trang web và cái cửa sổ đăng nhập vào trong modem. Đây là bước quan trọng nhất, là cần phải có mật khẩu username và mật khẩu. Thường thường mặc định của modem nó sẽ là mật username nó là admin và mật khẩu là admin, nhưng mà do cái nhà mạng thường thường khi người ta lắp đặt cho mình thì người ta sẽ đổi tên, đổi cái mật khẩu, còn tên thì giữ nguyên, còn mật khẩu ta sẽ đổi. Nếu như các bạn nào mà modem nào mà không thay đổi ấy, thì mật khẩu nó vẫn là admin. Còn những modem mà thay đổi rồi đấy thì các bạn có thể gọi điện lên trên tổng đài của nhà mạng ấy, các bạn hỏi xin cái tên, cái mật khẩu để đăng nhập vào trong modem đấy, thì người ta sẽ gửi cho mình đây nhá. Thì mình đăng nhập vào cái modem của mình, đây là admin, mật khẩu của mình là đấy. Đấy, hiện tại bây giờ là mình đã vào được trong cái modem, và các bạn chú ý nhìn cái dòng chữ bên tay trái này, Network setting đấy, các bạn nhìn thấy whitelist này đấy, bạn nhìn thấy chưa, đây là cái tên của cái mạng wifi của mình. Bây giờ mình có thể đổi tên bất kỳ đấy, đổi tên bất kỳ hoặc viết thế nào cũng được, tùy theo nó hợp lý là được đấy. Mình ví dụ như Trần Tâm này chẳng hạn đấy, bạn lưu lại. Ok. Đấy, nó sẽ lưu lên là Trần Tâm. Và tiếp theo là cái phần security. Security chính là phần bảo mật. Bảo mật đây, ấn vào đây nó sẽ hiện cái mật khẩu cũ của mình. Mình là từ 0 đến 9, bây giờ mình sẽ đổi lại cái mật khẩu cho nó. Đấy, đây là chính là cái mật khẩu mới của mình. Hỏi làm gì? Đấy là mật khẩu mới. Và các bạn cũng lưu lại. Đây là các bạn nhớ là đây là đăng nhập vào modem nhé. Còn nếu như các bạn là bộ bộ phát wifi ấy, thì cái tên đăng nhập nó sẽ khác hơn đấy. Cũng có một số cái thì nó là cũng trên admin, dưới admin, nhưng có một số cái thì nó ở đằng sau cái bộ phát wifi nó sẽ hiện, nó sẽ hướng dẫn bạn cái để đăng nhập vào đấy. Có thể nó là tp-link logon.net hạn, và một số cái thì nó đằng sau nó sẽ có hướng cái tờ giấy đằng sau cái bộ phát nó sẽ hướng dẫn cách đăng nhập vào đấy, nó có cái đấy. Thì bây giờ các bạn khởi động lại, reboot lại thì nó sẽ là chấp nhận, reboot lại cái mạng là sẽ ok đấy. Bạn ấn đây reboot thì bắt đầu là nó sẽ đổi lại cái tên và mật khẩu wifi cho mình. Đây các bạn chờ một tí thì mình khởi động lại, mình kiểm tra lại xem nó nhận đi nhá. Vòng vòng mất khoảng 7 giây nữa. Đây giờ mở lại này, cho nó đổi chưa, nó đổi tên và mật khẩu cho mình chưa này. Các bạn đánh trực tiếp tên vào đây, địa chỉ đi nhá, 192.168.1.1 đấy, nó lưu mật khẩu mình log on vào. Bây giờ kiểm tra lại xem thay đổi chưa nhé. Đấy, tên thay đổi này, security này, đấy đã đổi xong. Còn nếu mà bạn là muốn tắt wifi đi, mà dùng mạng LAN tắt wifi đi, bạn chỉ cần bỏ cái dấu tích này và apply thế là nó sẽ đồng tắt wifi mình luôn. Vậy nhé, thưa các bạn, chúc bạn thành công. Nếu mà cảm giác hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.